Đẹp quá ta. Có đây mình làm giống cọc ngỗng này nha. Chỉ làm như này thôi, không làm gì khác hơn nữa. Phẫn nộ. Đẹp à. Khi mà mới bước chân mở cánh cửa phòng vào, thật sự là hai vợ chồng cảm thấy rất là tuyệt vời. Chào mừng anh chị đến với chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ tại quán cà phê Yang Shao Coffee 118 Trần Huy Liệu. Anh chị hãy cùng đoán xem cặp vợ chồng nào sẽ đồng hành cùng với mình. Chắc là sẽ là một cặp vợ chồng chắc là cũng trẻ trung năng động như mình. Thì trước đây hai vợ chồng tụi em là đi trong nước, ngoài nước cũng có, đi du lịch khắp nơi rồi. Nhưng mà cái chủ đề đợt này là tụi em lại được đi ở trong thành phố Hồ Chí Minh và đi lại những cái nơi mà tụi em trước đây khi mà cách đây 4-5 năm hẹn hò lần đầu tiên á, thì cảm thấy giống như là thời thanh xuân mình trở lại á, thấy cảm thấy rất là háo hức để tới cái ngày mình được hưởng cái chân mật. Để mà đoán một cái cặp vợ chồng thì em nghĩ là trong giới diễn viên giống anh. Không, anh không nghĩ là diễn viên đâu. Chắc chắn là chương trình sẽ mời một người khác. Có lẽ sẽ là một cặp đôi vợ chồng ca sĩ hoặc người mẫu gì đó. Lần này là trong chương trình là theo như anh biết là sẽ đổi chéo vợ chồng với nhau ấy. Chắc là cặp kia chắc cũng phải trai xinh gái đẹp. Thì đương nhiên rồi. Hello. Hello anh chị. Chào anh chị ạ. Chào hai bạn. Chào mừng hai cặp vợ chồng đã đến với chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ 2 ngày 1 đêm. Thật lãng mạn và hạnh phúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ 1, trở lại thời thanh xuân. Hai cặp hãy kể lại thời thanh xuân lần đầu tiên hẹn hò và tỏ tình. Kể lại những chuyện lầy lội, việc sống thử tật xấu trước và sau khi yêu. Hai vợ chồng em quen lâu chưa? Tụi em hả? 5 năm rồi. 5 năm. Dạ, nhưng mà tụi em cưới mới được 5 rưỡi thôi. Rồi anh chưa cưới. Ồ, vậy là tụi em hơn tụi anh rồi à, hơn anh chị đấy. Nhưng mà anh chị vượt tới hai cô rồi. Một cặp, một gạo nếp gạo tẻ có đủ rồi. Vợ chồng em thì phải nói là định mệnh. Đó là vào cái ngày 20 tháng 7 năm 2015. Thì em và vợ em có nhận một cái job TVC quảng cáo. Cũng rất là tình cờ thôi, là em thì đóng vai làm chú rể, còn vợ em thì đóng vai làm cô dâu. Thời gian đầu mới hẹn hò thì có bỏ bom bà này 3 lần. Không nghĩ là lần thứ tư bà ấy vẫn nhận lời đi chơi với mình. Cho em leo cây 3 lần chị nghiệt ngã không chị? Tự nhiên lúc đầu là em thích ảnh liền không? Em không thích chị, tại vì em người Nam, xong ông này thì người Bắc không? Thì kiểu giống như con trai Bắc thì em cũng không có gặp nhiều quá. Mà ổng thì lúc đầu đi qua thì, ủa tạm làm gì mà sốt sắng dữ vậy? Nâng khăn sửa váy rồi, em mỏi không em đứng lên chân anh đi. Con nắng quá không em, xong đứng chay che nè. Sao em cảm thấy ông này hơi ghê ghê. À, vậy là ấn tượng đầu tiên của em là, cái chàng này sao mà quan tâm quá phải không? Vậy là coi như là đợt đó chụp hình xong là bây giờ khỏi chụp hình cưới nữa đúng không? Lấy luôn. Cái clip đó tụi em xài cho đám cưới luôn. Rất là dễ thương ha. Yeah. Em thích cái ngoại hình của anh là vì cơ bắp gì không? Em á, em thì cũng sướng sướng. Dạ anh là hoàn toàn không mê cơ bắp. Ủa sao vậy? Trong khi dịch ảnh cũng không phải tại vì khoảng không đâu, mình có mà mình không trân trọng đúng không? Không phải. Không, có nghĩa là bây giờ tụi anh là ở với nhau là 4 năm. Dạ. Còn ngày trước á, là trước khi quen nhau là chắc phải 6-7 năm trước gặp nhau đúng không? À, gặp thì 2011 á. Khoảng 2011 thì thời đó biết sao người anh to lắm. Dạ. Thì thời đó là 2013 anh đi Mỹ này kia, xong uống protein anh tầm. Xong rồi diễn chung với tụi siết nước ngoài á thì tụi nó to mà. Dạ. Thế mình cũng phải đua theo tụi nó để không có cho người ta thấy là châu Á mình nhỏ. Ừ. To quá. Xong rồi tới khoảng năm 2014-2015 ha, là bắt đầu để ý nhau. 15 mà, 14 là chưa có liên quan gì hết á. Đi diễn á. Ừ. Xong rồi cái, dạ anh nhìn thấy, nói với lại mấy người bạn to và ở cục 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 ghê quá.
mà lúc đó bắt thì còn phình ra nữa nha. Giờ chị xài hao rồi, chị công nhận điều đó. Thôi xài riết rồi xiết 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 rồi nó khô lại nó sụt mấy ký. Chị này đẹp hơn ngày xưa. Thực ra thì chị chẳng ấn tượng gì, lần gặp đầu tiên chẳng ấn tượng gì hết á. Tự nhiên cái thì đến tiết mục ai thì người nó diễn thôi. Thì ở chị nhớ là Lyon Pháp á, thì mọi người nói hai thằng này á, nó đi đâu nó cũng được giải ghê lắm này kia. Khi đầu á chị tưởng là hai người này là đồng tính, hai gương mặt mà nhìn ở ngoài đời hoàn toàn khác nhau. Trên sân khấu thì thấy em thấy khác không? Không biết mọi người á, ai cũng nói là sinh đôi. Chị nói ủa đâu liên quan, tại vì ở trên sân khấu á, anh với lại Cơ là mặc quần giống nhau, tóc cũng vuốt lên giống nhau, xong rồi diễn trên dưới rồi cũng to to ngang nhau, cũng cao bằng nhau, nên ai cũng tưởng sinh đôi. Mà em biết sao không? Hai anh em gì mà kỳ lắm, đi đâu cũng rì rì xong rồi nói mà thân mà giống như là không thể nào mà nghĩ là anh em được. Mà đây không phải sinh đôi, cách nhau 5 tuổi. À, không. Em có thể em thấy là hai ông sinh đôi khác chứng. Nghĩa là em nhìn rất già đúng không? Đó, cách nhau 5 tuổi. Chị xài anh hơi heo thiệt. Em thì tôi biết là chị là ca sĩ đúng không? Chẳng những là ca sĩ mà là giáo viên của anh. Học cao lắm, cho nên là khi mà anh chỉ cần cất tiếng hát một cái là bị chửi và bị quýnh là không còn gì hết. Ủa? Mà cái gì mà quá đáng vậy ba? Em chưa xem cái đoạn thu âm của anh rồi. Lúc mà vợ anh mà hai người thu âm với nhau là cầm cái đâu xong cái áo anh ấy. Cái gì kia vậy? Thực ra thì anh Nghiệp kết duyên với chị là tại vì anh nó mê hát. Và dụng ý đầu tiên là giả bộ cua cái cô này để cô dạy hát miễn phí. Đúng không? Tiền đèn luôn. Tiền là bài gái chứ nè. Chị thì không có cái gì mà bề ngoài phải như các cô khác ở trong đoàn là quá trời cô mà rất là đẹp sexy này kia đúng không? Đó, chị là vừa già hơn vừa đủ thứ hết. Anh nhưng thích mà cái già già đó đó. ngoài nhiều siết là ngoài thích là ca hát, chắc anh còn thích lái máy bay cho nên. Cho nên là anh Nghiệp anh mê hát các em. Mới thật sự ra là anh không phải là mê học hát mà là bởi vì anh xem Cirque du Soleil á, Siết Mặt Trời á rất là nhiều. Thì có một cái bạn cũng diễn gần như tiết mục của anh nhưng mà diễn một người thôi, thì có một ca sĩ hát hát đằng sau nữa, thì anh nghe cái lúc đó nó quá hay đi, mà người ta diễn hát opera rồi cái người diễn xiếc thì diễn chung. Thì trong một cái lần mà anh với anh Cơ đang chuẩn bị tập khởi động ở trong á, thì anh nghe một cái giọng opera rất hay cái bài, cái anh ra anh xem nữa là ai, thì anh nhìn thấy vợ anh. Nó là thứ nhất là học hát và thứ hai nữa là để mình hát cho ổng diễn. Trời ơi em thấy lập mưu ghê chưa? Như là học hát rồi miễn phí nè. Tức âm mưu. Thứ hai là nhiều khi mình có những cái gì khác miễn phí nữa. Cái lũ hẹn nhau này kia sẽ miễn phí còn hơn là mấy này kia đúng không? Bảy là ba quá. Rồi hai em thì sao? Hai em thì sau cái quay TBC đó bao lâu thì mới quen nhau? Khoảng tầm là mấy tháng sau là tụi em quen chị. Nơi hẹn hò đầu tiên, tụi chị thì gặp nhau nhiều nhưng mà hẹn thì ở Việt Nam thì hầu như không có ha. Chỉ có một lần là ở Mỹ, xong rồi cái hai đứa tâm sự ở trên đường đó. Ở trên đường mà mưa San Francisco á ha, thì mưa đúng. Xong rồi đi từ khách sạn ra, xong rồi ảnh nó kể những cái khúc mắc của người ta đến với nhau từ những cái sự mà đau khổ và những cái sự mà đổ vỡ trước đây. Đúng rồi. Thì mỗi người sẽ bắt đầu một cái tình yêu khác nhau mà. Tụi chị thì bắt đầu những tình yêu bằng cái sự thấu hiểu của sự đổ vỡ của nhau. Còn chắc là tụi em sẽ xin tin hơn đúng không? Tụi em thì bắt đầu tình yêu bằng cái sự nhây và cái lầy lội nhau. Nhây và lầy lội. Thì như em cũng có nói lúc nãy là vì em có hơi độc ác một chút xíu là bỏ bom bà đến 3 lần. Sau 3 lần đó thì em cảm thấy gọi ân hận quá. Mà không biết là lần thứ 4 nhắn tin rủ, không biết là người ta có nói chuyện với mình không, chưa biết là người ta có nhận lời hay không nữa. Lần đấy là em hẹn đi coi phim. Wow.
Wow. Đi coi phim xong rồi mới ra quán cà phê kiểu ngồi tán tỉnh rồi ngồi kiểu giúp đúng kiểu tuổi teen mà hay kiểu mà đò đưa quá là. Nhưng mà xong còn một cái nữa là ngồi cà phê xong thì em trở về thì lúc đó mới có 9:30 nhỉ. Không thì em bảo là đi về. Thế em muốn về à? Ừ. Về đâu? Không, về đâu, về lấy được đâu, mái tóc người thương rồi, về đâu mái tóc người thương đó. Nhưng mà là anh muốn em về đâu thì em về đó với anh, ok? Anh hiểu ý thế là nói chung là xong rồi về đâu? Cảm thấy thôi. mà trước khi cưới là đã về ở với nhau chưa? Lúc mà gần cưới á là tụi em về ở. Về ở để mình xem xét thêm thử là mình có chịu đựng được những cái bọc pháp đúng không? Đúng không em? Hợp lý á, tại vì nếu em mới biết được là người này có thích hợp với mình được cái cuộc sống không. Vậy em sốc cái gì nhất? Em bị stress, tới giờ em vẫn còn stress. Quá ở dơ á chị, em sợ lắm. Gì nói chị? Dơ lắm. Không. Cái đó là ai cũng vậy hết á em. Không, nhưng ông này thì ý chị nói là hầu như phụ nữ nào cũng về cũng sốc là chồng mình ở dơ, nhưng mà cái đó là tập quen đi. Chị thì đã chuẩn bị một cái tinh thần rất là lớn là đàn ông mà thì là sẽ vô tình này rất sạch, cho nên là ông này thì thôi chị nhức đầu ngược lại em ạ. À, vì quá sạch hả chị? Vì em chị quá mệt, bởi vì hai anh em á thì đi diễn á thì anh Cơ là đối ngoại. Tất cả mọi thứ hợp đồng rồi này kia chia phong công việc rất rõ ràng. Đó, còn anh Nghiệp giặt áo quần, nấu cơm, đem chỉ khâu đi khâu áo rách, quần rách. Rồi ví dụ vậy, đến bây giờ anh vẫn giặt đồ diễn, cả hai anh em, mà giặt bằng tay. Tỉ mỉ. Đến khi tự nhiên có vợ về, cái pass qua cho vợ thôi. Tức là sau này thì pass qua đó, chứ còn á. Lấy vợ về làm gì đúng không em? Trời ơi, chị cũng hãi hùng những cái năm tháng đầu tiên á. Là nó trời ơi, sạch quá. Chồng em bị cái chua lắm chị. Chua chua thì đàn ông đập trưng á em, phải chua là đúng rồi. Sao mai mốt rồi em đi mà vẫn chua. Em biết sao không, mai mốt là em không có mùi chua đó em ngủ không được đâu. Thì đúng sự sự luôn chị, tức là ổng chua và cái mùi mồ hôi đầu, mùi dầu của ổng rất khó chịu. Ổng nằm trên cái gối á mà em cảm giác như muốn ngày nào em cũng muốn thay ra giường. Nhưng mà ổng mà đi quay là ngày nào em cũng nằm cái phía ổng và em nằm lên cái gối ổng để em hít cái mùi mồ hôi dầu của ổng. À đó, thấy chưa? Nghiền cái mùi đó, nhưng mà thật sự lúc mà bình thường thì mình lại thấy nó khó chịu quá. Tối nào cũng nằm mốt. Trời ơi, đó là một cái đặc thù không ai có đâu em. Đó. Sao mà cứ vậy? Cái này là em nhầm rồi nha. Cái đó là thử mùi, thử mùi. Cái này là mùi mà mình thử xem là nó có mùi không, mình tắm có sạch không. Nhưng mà ông mũi sao? Ông tự nhăn. Chỉ có hôm nào khi mình ở nhà thì mình lơ đánh đi một chút thì nó có mùi một xíu thì mình cũng phải kiểm tra. Thôi là phải đi tắm liền. Đúng rồi. Có nặng hay không mình sẽ chữa lúc đó, anh cũng vậy. Anh giống như là những cái phòng này giống như đây đang lúc đói bụng là sẽ có sẵn ở đây đó, phô mai cái này rồi là kia. Không hợp với anh sợ béo không cái hợp này. Với anh thì thôi, anh thích ăn hủ tiếu. Ủa, đòi hỏi quá. Anh khác ở chỗ này là mấy con quýt. Con này là con thiên nga mà anh nói con quýt. Con thiên nga hả? Trời ơi quá lãng mạn, chắc anh mình đẻ thêm đứa nữa đi em. Thôi ba nè, anh thích ăn phở phải không? Trong phở là có quế hồi đúng không? Cái này không phải là xôi gứt rồi. Đây là hồi nè. Đó. Xá xỉ. Đố anh, con nào là con đực, con nào con cái? Con này đầm nó dài hơn thì chắc là con cái rồi. Con này là con đực nè. À bây giờ mình lấy điện thoại ra mình selfie con cái. Đẹp quá ta. Tối nay mình làm giống cọc ngỗng này nha. Chỉ làm như này thôi, không làm gì khác hơn nữa. Phẫn nộ. Thầy ba, khi mà mới bước chân mở cánh cửa phòng vào, thật sự là hai vợ chồng cảm thấy rất là tuyệt vời. Đầu tiên là đập vào mắt là một cái gian quầy bar rất là đẹp, gian bếp, rồi sau đó là đến phòng khách. Thật sự là Phúc rất là thích cái bồn tắm ở đây, nhìn cảm giác nó rất là relax, rất là thư giãn, nhìn thấy là mọi cái mệt mỏi là tan biến hết. Chỉ cần nằm vào bồn thôi. Em ơi, hôm ấy lát nữa mình
thiết kế làm cái buổi tắm chung thôi. Em cảm nghĩ của em thế nào? Chị tắm. Tắm hả? Rồi bây giờ nữ quyền quyết định ha. Anh tắm đứng rồi em. Em tắm nằm. Rồi em làm, em muốn tắm cái gì cũng được. Anh chỉ cần mai mốt mà mình có cái nhà vậy em làm cho anh cái bồn tắm y hệt vậy thôi. Vậy đó hả? Em thấy sao? Em thấy rất là đẹp. À, bởi vì là sắp tới thì Ngọc Mai và Quốc Nghiệp sẽ tổ chức đám cưới. Mà đây giống như là một cái quà tặng sớm của chương trình dành cho hai vợ chồng. Cũng có đôi thiên nga đúng không? Nhiều khi sợ em cưới không được luôn á. Tại vì vô phòng khách sạn đẹp quá, nhiều khi em có bầu trước thì sao? Rồi khỏi cưới rồi đợi khi nào hai đứa, ba đứa không gì có. Đó. Không có, lần này là em quyết quán triệt vấn đề là không có cái gì hết á. Là không đẻ, mà cưới trước đúng không? Em quán triệt rồi. Đó, và rất là kỹ lưỡng luôn. Anh ơi, cái này là chăm chút, anh đừng có làm cho nó sập sệ đi. Vậy đâu sập sệ đâu. Anh ơi. Anh. Nãy giờ chụp hình cho em ngắm cái, cho em ngắm cái, anh đừng. Em ngắm con em đi. Anh đừng có lấy cái con nó ra. Đó, bao kỳ ghê trời ơi. Anh tặng em nguyên con rồi, em không muốn gì. Thiệt tình á, tại sao để con Thiên Nga nó bị nằm chết như vậy? Biết tại sao không? Thì bây giờ mình phải đi tắm. Tại sao kỳ quá giờ tôi nhớ con Thiên Nga của người ta kỳ quá mà. Đi tắm đi, bây giờ em muốn đi tắm chứ hay đi ăn chứ? Anh đi mà tắm, để nguyên con Thiên Nga đó cho em. Để nguyên sao? Em không biết, anh phải tự làm cho nó em đứng mà. Hùng hùng con Thiên Nga vậy. Bệnh. Ba chơi đó. Pháo quá. Chèo muốn xéo. Ba nằm đó với hai con Thiên Nga, tối nay em khỏi ngủ ở đây với ba luôn. Vậy tối nay em ngủ đây phải không? Nếu như em thích anh sẽ cho em ngủ ở ngoài đây. Anh ngủ một mình. Người ta mất công làm bao nhiêu lâu để mà được con Thiên Nga như vậy. Vậy anh chưa chụp hình selfie hết rồi. Em chưa có chiêm ngưỡng nó mà. Em phải chiêm ngưỡng nó. Anh zoom lại cho em. Trời ơi. Anh lên mạng anh sẽ làm lại cho em. Anh hứa anh sẽ làm lại cho em. Được không? Bây giờ em thích cái đó đúng không? Em nói anh đẹp đẹp đúng không? Rồi giờ em nằm chỗ này. Thôi. Em không có muốn giống con Thiên Nga. Em không có muốn giống con Thiên Nga. Nè. Đây nha, mọi người thấy nha. Vợ Nghiệp đè hết mấy con Thiên Nga nha. Không phải Nghiệp đó. Anh chơi gì mà cười quá. Ủa? Tội Nghiệp đâu đi. Tội Nghiệp gì? Sợ luôn á, thì có xin thấy không? Thiên Nga nha. Thiên Nga gì? Ôi. Mấy cục này là để tung hứng với Thiên Nga gì đây. Thiên Nga gì? Thiên Nga gì? Em lại luôn. Nhiệm vụ 2. Quý bà thông thái. Chọn một trong hai nhiệm vụ. Một, tìm 5 vật dụng của chồng không thể thiếu lúc đi ra ngoài. Hai, hãy đoán sở thích của chồng bạn là gì. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên anh em mình sẽ chơi trước. Đấy. Là đoán công dụng đồ vật trong hình. Ok. Nếu như mà mấy anh mà thua đó thì bị vô làm nail. Sơn bộ bóng tay màu đỏ. Làm nail. Nếu mà tụi anh mà thua thì tụi anh bị người ta massage được không? Chị sướng vậy. Anh bị nằm cho đó cho người khác massage. Thôi vậy mỗi anh một bộ móng tay đỏ nha. Một ngón đi thì ok. Thôi một ngón nhầm sao nhầm vui. Hai ngón. Tối nay mình có nhậu hẹn hò trăng trăng mật mà. Nhiều khi mình xòe tay xem thử, bắt mọi người đếm đố xem thử là tay của vợ hay tay của chồng. Không, một bên màu đỏ, một bên màu vàng, màu chuối. Lý màu vàng. Rồi, chơi. Chơi. Ví dụ tụi em thua là sao? Thì sao muốn... Dễ vậy, em có cái gì khó hơn chứ. Nhưng mà em thắng rồi, em tặng em đôi giày là được rồi. Chết thì lỗ em, lỗ quá chị ơi. Lỗ quá em, lỗ quá. Thì còn nếu mà anh thắng thì cho anh cái đồng hồ đi. Ủa, những người đàn ông là những người đàn ông mà thật nhũng quá chị. Thật nhũng quá. Thôi lợi dụng chị em mình. Vậy thì vậy nè, vậy thì mình đổi lại đi. Mình mà thắng á, hai người đó vừa hai bộ móng tay. Bên đó cũng tặng cho mình một đôi giày đi. Hợp lý. Bên này cũng tặng cho mình đồng hồ đi. Hợp lý không anh chơi? Có dám chơi không? Em thấy sao? Thì em thấy thích thì mình chơi, mà không thích thì mình vẫn phải chơi. Ok, nhường phụ nữ đi ha. Em đưa ra đi. 1, 2, 3. Nói lẹ. Bông tẩy trang. Rồi, cái này là thấm sữa đó. Cái này là cái đồ để thấm sữa đó. Anh tưởng mấy cái dĩa. À, thấm sữa đó, thấm sữa đó. Em còn không biết luôn á. Rồi, bây giờ á, 5 cái mà không biết là thua nha.
Ok. Một cái sai rồi nha. Em, chị làm trợ lý cho em mà. Tưng này là cái gì vậy ta? Khó vậy? Khó bởi vậy. Phải không? Một, hai. Không phải cái chuông kia nữa là giống cái mũi khoan ấy. Mũi khoan á. Còn cái khoan vào đâu? Trên thì là giống cái phễu. Rồi, cái phễu là đúng rồi đó. Gần rồi đó. Anh Nghiệp, dạ anh có xài luôn á. Dạ anh có xài luôn hả? Anh có xài mà anh không biết luôn hả? Không biết luôn á thiệt. Không. Cái này đúng á, cái rửa bình sữa nha. Cái rửa bình sữa nghe chị. Rồi, thua rồi nha. Cái này là đến khi mà phụ nữ mà có tháng gọi là cốc nguyệt san á, là khỏi cần phải dùng mắt vệ sinh. Ờ thua cái này. Thế đúng rồi, đố cái gì phải khó để mình thấy cái đồng hồ mà. Cái này mình chưa bao giờ mình thấy qua sao mà tính được. Trời ơi, phải vậy thôi thì lát nữa anh cứ làm cho khó vào. Cái này khó này. Vậy có muốn xuôi hay ngược này nha? Cái này anh biết nè. Cái này em biết. Chị giơ tay một. Cái nhét con. Nhét con gì? Con gì vậy? Nhét con gì? Nhét chỗ ấy của phụ nữ đó thôi mà. Để làm gì vậy anh? Để nó nở ra. Tự nhiên nhét nó nở ra đấy. Để nó hút vào. Để nó chặn lại. Chặn lại ngay đèn đỏ của trẻ phụ nữ mà. À. Đúng không? Bơi ấy, đi bơi ấy, ra biển ấy. Mà nếu mà không muốn sử dụng ý là em nói là nếu mà không muốn sử dụng băng vệ sinh ấy, thì thôi được rồi, lâu lâu cho trúng một cái chứ em. Trời ơi, mắt kiến hiện đại ghê á. Cái này em biết không? Dạ em biết rồi. Cái này làm bằng silicon. Đúng rồi. Cái tre ấy. Đúng. Tre ấy là tre gì? Tre vòng một. Tre đầu vòng một. Rồi. Sơn sơn vậy là đúng. Sơn sơn. Khỏi cần phải nói ra là hiểu rồi đúng không? Cái đúng không? Nè, nói đừng có học theo rồi lát nữa đi tập gym mua hai cái ịn vô nha. Là hàng thiệt, không bao giờ chơi mấy cái hàng này. Rồi, cái nữa nha. Cái này giống đồ kẹp đồ điện quá anh. Kẹp đồ điện là sao? Cái này là bình sạc này kia nó học điện ác quy á. Nhưng mà nó có lục lạc nữa nè. Hey. Không biết nó lục lạc cái gì, em đâu biết đâu Vũ đúng không? Phải kẹp. Cái này là em là thua luôn, em không biết. Cái món đồ này lạ quá, mình chưa bao giờ mình thử qua. Nhìn nó giống cái kẹp quần áo. Có cái đồ dạng giống đồng hồ nữa kìa. Thực ra thì hai chị em nhà này phải hỏi để mà lấy ra cái khó nhất cho hai ông đàn ông. Mà hai ông đàn ông bên đó mà đoán trúng là cái gì thì mình mới lo lắng em ha. Mình mới băm hai ông đàn ông trong mặt đó em ha. Không? À, cái hút mũi. Không sao ta. Cái này hút kiểu gì? Cái hút mũi cho em bé hả anh? Anh ơi, tâm hả? Anh ơi, anh tội nghiệp hùng tâm. Rồi sai rồi. Đây là cái kẹp đầu ti. Để tăng khoái cảm. À, cái này bệnh chơi cái này là qua cái hôm nay thì hai chị em mình sẽ biết được hơn em ha. Đó, nhiều khi chương trình tặng cho hai người hai cái. Cái này có được thưởng sau chương trình không? Đó, qua cuộc chơi này thì mình xác nhận là nữ quyền. Thắng hay thua cũng quyết định từ phụ nữ. Đây là 5 món mà Nghiệp khi đi ra ngoài không thể thiếu. Đây, mời em. Chỉ cần thua một cái nữa là cũng thua đó. Ủa? Tại vì cái bên đây là toàn là dễ không à. Mà hàng ngày của anh nữa. Đúng không anh? Đúng. Ngồi xe đó. Đúng không anh? Ok. 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 Ủa, còn nãy có một cái không ok lắm. Hình như là anh lộn á. Cái đầu tiên á. Cái này anh không có hả? Có nhưng mà anh không chọn. Chơi chị hả? Vậy có nghĩa là cái này là anh Nghiệp có này. Cái này không thể anh Nghiệp không có. Mà anh Nghiệp như vậy là rõ ràng chưa? Đâu, cho mấy cái kia cũng có. Nhưng mà anh không chọn. Cái này thì tất nhiên là anh phải mang vô trong người anh rồi. Nhưng mà không phải thương hiệu này đúng không? Đúng, nhưng không phải thương hiệu này. Không phải thương hiệu này. Ủa? Anh mặc vuông đúng không? Đây là tam giác mà. Anh là lọt khe. À rồi. Ủa anh, chẳng lẽ mình để không cho nó bay lung tung không được. Cái này là ai mà chẳng có, cái này là phụ nữ đàn ông gì cũng có là bình thường rồi. Đôi khi mình không có. Đôi khi có những lúc mình không cần, ví dụ trong nhà mình không cần. Đúng không? Trời ơi, chị hoang mang quá em. Hết nói luôn. Dạ hoang mang quá. Đã thua rồi. Thế chồng chị sao? Ủa? Không, cái này là thua nhưng mà không phục à? Không phục vì chuyện của em. Nhưng mà là thua. Bây giờ tới em gỡ gạt rồi cho em. Chị nha. Cố lên em. Chồng em nhây lắm á, bựa lắm á chị. Bây giờ em không biết ổng đang đàng hoàng hay ổng nhây nữa. Xong qua chương trình này á, cái bản chất nó được lộ ra đó em. Đúng rồi. Cho nên là gồng quá, bây giờ bung quá chị. Bây giờ bung quá em, chị cũng sợ lắm. Đây là những cái mà em sợ cho Phúc.
Em lật một cái. Một, hai, ba, bốn, năm. Đâu có undercut chứ. Hoàn toàn khác em ạ. Cái này đi. Giày thì chắc chắn là ổng sẽ thích sneaker hơn. Sai rồi, anh không chọn cái đó. Trời ơi, anh không thích sneaker chứ anh thích cái gì? Đôi đó, anh cũng đâu có thích đôi đó đâu. Phẫn nộ. Phẫn nộ ghê chứ, chỉ cần cho em chị. Mình bớt phẫn nộ. Ui, phủi. Xui. Rồi, gì đuổi xui vậy? Đây đúng không? Lại sai nữa hả? Anh ơi. Anh ơi, làm sao mà ghét vào đây được? Em là người ta cũng muốn sai lần nữa. Anh sai sai này đúng không? Vợ chồng mình lầy lội nhây với nhau mà em nghĩ cái quần lót kia thì nó bình thường quá đâu. Trời ơi, da beo hả em? Da beo chắc là không thích. Da beo hả em? Thích cái gì hả Phúc? Da beo hay là màu gì em? Da beo vợ em thích thì em chắc em thích. À thế à, em thích da beo. Em nhớ là em hỏi ổng là anh thích cái này đúng không, nhưng mà tóc anh chị đã được như thế này. Vậy là em chưa chọn rồi. Vậy là em chọn cái này phải không? Ừ. Em được thắng 2 rồi đó. Thắng 2 thì vẫn thua mà. Nhưng mà thắng 2 vẫn vinh quang hơn thắng 1 em. Thực ra thì mình thua theo kiểu mà tâm phục khẩu phục. Vinh quang á em. Tại vì mấy ông này chơi kỳ quá. Thua vinh quang. Cũng thấy là vợ đã đúng được chính xác 100% một phương án. Wow. 4 phương án còn lại thì là sai hết. Giận, phẫn nộ. Chúc mừng em. Chị thấy nó có cái sai sai ở đây á em. Chương trình á là trăng mật diệu kỳ, thì để hấp hôn những cái cặp vợ chồng với nhau. Mà chị thấy hình như là mới từ sáng tới giờ mà em với chị là một cặp á em. Mà bên đó là một cặp vậy thì trăng mật diệu kỳ này dành cho ai vậy em? Thì mình hấp cả 4 người. Ừ, xong rồi hai ông này bây giờ sẽ dẫn nhau đi tập tành đồ. Chị thấy mình bị tổn thương á em. Thì mình anh em mình hấp xả chứ mình đừng có hấp hôn. Rồi cánh đàn ông nói trời ơi đừng có nói chơi xong cái này rồi hai người đó là chị không được đâu em ha. Chị sẽ thấy hẹn đi riêng đó chị.